Em xin chào các bác đã trở lại với kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em. Hôm nay em xin được phép giới thiệu cho các bác một em Cerato màu đỏ rất là đẹp với phiên bản 1.6 và được sản xuất 2017. Đấy, nhưng mà là cuối năm 2017 vì đã có gì? Sạc không dây. Các bác nhá, ghế da múi và rất nhiều option đi theo xe. Và bây giờ cụ thể như thế nào thì em và các bác đây đi vòng quanh xe để cảm nhận cái nước sơn si, độ đẹp của xe. Bác nào có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0564039999 để được em tư vấn trực tiếp các bác nhé. Về phần đầu xe, các bác cùng em chiêm ngưỡng là nhìn xe, đầu xe rất đẹp. Xe được trang bị là cụm đèn pha cả hai bên đều có giải led ban ngày các bác nhé. Giải led ban ngày này, cụm đèn bi cầu bi sơ lông này, và những đèn halogen này. Nhìn cái cụm đèn pha của xe thì rất là đẹp và độ sáng cực kỳ được cao. Cùng với cả cái đèn gầm là rất là mới. Toàn bộ cả trên phần đầu và phần cuối của xe đều có cảm biến nhá, cảm biến khoảng cách các bác nhá. Và mặt ca lăng của xe Cerato này nhìn rất là đẹp, mạnh mẽ các bác ạ. Xe được trang bị la răng khá là đẹp, đa chấu vành đúc các bác nhá. Má phanh thì còn khá là mới, nên các bác yên tâm không phải suy nghĩ về chế độ bảo dưỡng má phanh. Và toàn bộ lốp còn khá là dày, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Gia chủ đi khá giữ gìn lên toàn bộ mặt la răng còn khá là đẹp, không hề có tí chảy xước gì cả. Bên cạnh đó thì xe đã được trang bị với phân khúc hạng C này thì không chê điểm gì là toàn bộ sinh nhan đã được tích hợp gương, cụm mở gương tự động các bác nhá. Và đã được về che kính này để tránh mưa này, cùng với cả những tay nắm được mạ chrome này, lên độ sáng bóng rất cao và không ảnh hưởng đến nước sơn si. Bên trên này thì xe đã có là cửa lock, rất thích hợp cho những cái bác nào thích phong cách trẻ trung các bác ạ. Và đây là không gian hàng ghế trên của xe. Đây, trước tiên em sẽ cùng các bác đi qua cái phần những cái nút tổng điều khiển của xe, rất là đẹp và sắc nét các bác nhé. Đây, đầy đủ các tính năng, tay lắm mạ chrome và có set chế độ nhồi ghế, hai nhồi ghế, tại vì ghế đây là ghế chỉnh điện các bác này, ghế chỉnh điện này, đây ghế chỉnh điện hết. Thông số rõ ràng của nhà Kia các bác nhé. Toàn bộ ghế là ghế da zin, ghế da zin múi các bác nhé. Đây, phiên bản đặc biệt xuất sắc luôn. Không gian rộng rãi, trần đã được gia chủ bọc 5D lên tính cách nhiệt cực kỳ cao, tắp lô tắp đi, vòng quanh xe như là mới luôn. Xe đã trang bị màn hình Android gần chục triệu rồi các bác nhé, cùng với giải đèn nét rất chi là đẹp và thể thao. Và cái đấy bao tiền thì em không rõ lắm, nhưng mà cực kỳ là chất. Dưới này là có một củ sạc không dây, tí nữa em sẽ cùng các bác đi chi tiết. Vô lăng da xịn, ba chấu full nút các bác nhá, có ga chân ga tự động đầy đủ hết, chỉnh đèn sáng, lưỡi chuyển số vô răng, rất nhiều chức năng các bạn. Và đây là không gian hàng ghế phụ của xe. Khi ngồi này các bác không cần phải lái nhưng mà vẫn trực tiếp nhìn đường, trực tiếp như người lái các bác ạ. Không gian rất là rộng rãi. Đây các bác nhìn, cực kỳ là phê luôn. Phân khúc hạng C khác rất rộng rãi, rất nhiều tính năng, đáng đồng tiền cho các bác bỏ ra. Với chi phí chỉ có trên 400 triệu thì các bác có thể lấy được một em Cerato 2017 này rồi các bác ạ. Và đây là không gian hàng ghế sau của xe. Đây em cùng các bác đi chiêm ngưỡng là nó rất rộng, dành cho 3 người ngồi thì thoải mái luôn. Ghế da zin theo nhà sản xuất, các lưng ghế còn rất xuất sắc và có một vùng điều hòa sau dành cho các bác tự do chỉnh nhiệt độ cho mình. Đây các bác nhìn cánh cửa có giải đèn nét phê lòi luôn, đã được gia chủ độ rồi, rất là phê. Cùng với bên trên này là có một khoảng không gian để cho các bác sau để những đồ nhỏ gọn, rất tiện ích. Còn nếu các bác nào đi đường xa mà ngồi hai người thì có thể kéo này xuống cho em, để các bác có thể để nước hoặc tì tay, rất thoải mái trên những cung đường xa các bác nhé.
Và đây là chiếc vô lăng của em Cerato 2017. Trước tiên em sẽ cùng các bác nhìn cái khóe này. Đấy, vô lăng được bọc da zin các bác nhé, da zin theo nhà sản xuất, cùng với tất cả các phím hoạt động cực kỳ tốt. Đây, bên này có cruise control này, tăng giảm set, chân ga tự động các bác nhé. Đây, và ốp đo chỉ đang ở trên 8 vọng một tí. Xe được trang bị thêm gì? Màn hình lít đo gần chục triệu. Đấy, màn hình Android các bác nhé. Và dưới này là sẽ có một cổng sạc không dây dành cho các bác, rất tiện ích cho các bác khi sử dụng những chiếc điện thoại công nghệ cao và sạc không dây. Hộp số tự động 6 cấp, bệ tì tay, chỗ để nước rất là tuyệt vời. Và xe trang bị thêm là một màn hình cam hành trình rất là to và đính kính gương luôn. Bên trên này thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng luôn là cửa sổ trời. Tính năng hoạt động cực kỳ tốt. Đây, em sẽ cùng mở cho các bác xem. Đây. Và em sẽ đóng lại cho các bác này. Không chê gì được một chiếc em Cerato 2017 này. Bác nào có nguyện vọng mua xe thì hãy gọi cho em theo hotline 056403 9999 để được em để giá tốt nhất cho các bác. Về phần đuôi xe thì các bác ấy cùng em chiêm ngưỡng này. Đầu tiên là hai cụm đèn hậu của xe này. Các bác nhìn này, rất là đẹp. Tại vì sao? Không hề có một tí trầy chiếc hay là dập vỡ gì cả. Đèn nguyên bản theo hãng và độ mới cực kỳ cao. Xe thì nhầm nhầm đâu, em thấy là đi được có hơn 8 vạn thôi. Logo Kia rõ ràng, sắc nét và thanh mạ chrome sáng bóng luôn. Có thể soi gương cùng với phiên bản Cerato. Và bây giờ ở dưới này thì có một cái cam lùi các bác nhá. Và toàn bộ ở sau cũng sẽ là có tất cả những cảm biến khoảng cách để cho các bác lùi chuồng hoặc là lùi tiến một cách là rất là an toàn. Bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua cốp của xe Cerato 2017. Trước tiên thì em cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua này. Cái không gian là rất là rộng để cho các bác để rất nhiều đồ và tiện ích. Và đã được gia chủ cộng thêm cả một cái nớp lại để tránh rột xuống dưới, rất là tuyệt vời. Xe tô phía dưới này đa phần vẫn là những để lốp sơ cua và những dụng cụ dự phòng đầy đủ cho các bác xử lý những tình huống trên đường các bác nhé. Zin theo nhà sản xuất các bạn. Và riêng em Cerato này thì có hai cái nút này để các bác có thể hạ hàng ghế thứ hai xuống, các bác để những cái thiết bị mà nó có thể dài hơn một tí lên trên là rất tuyệt vời, có thể đóng cốp sau rất thoải mái luôn. Và các bác nhìn này, những đường đinh tán này cùng với cả những đường keo chỉ này, những con ốc của cốp mà gần như là nguyên bản theo nhà sản xuất, không có một cái gì thay đổi các bác nhé. Theo nhà sản xuất thì các bác ạ. Và bây giờ gần cuối video thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua khoang động cơ với dung tích máy 1.6 của em Cerato 2017. Trước tiên thì cái quan trọng nhất là em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua con ốc của chân máy cũng như là ốc lắp giằng cò là zin các bác nhá. Cùng với theo đó là những con ốc tai này, ốc lắp cabo này, zin theo nhà sản xuất, và những đường keo chỉ chạy vòng quanh lắp cabo là zin, và nguyên lớp lỉ chống ồn của xe. Đây các bác thấy không? Rất là xuất sắc luôn. Như thế này, các bác chỉ việc về mua xe sử dụng cho em thôi. Và em xin công bố giá công khai cho các bác là em nguyện vọng bán là 445 triệu cho một em Cerato 2017 bản 1.6 full cửa lóc. Bác nào có nguyện vọng mua xe thì alo cho em theo số điện thoại 056403 9999. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin chúc sức khỏe các bác. Mong các bác hãy subscribe kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em để được biết thêm những chiếc xe mới về bên em, cũng như giá xe và chất lượng xe